một gia đình hạnh phúc lại thiếu những lời nói yêu thương. Anh Huy ít khi sử dụng những cái ngôn từ hoặc là những cái hành động yêu thương đến vợ. Đôi khi Hương cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, hơi buồn. Và nỗi lòng của người trong cuộc. Thấy em buồn chẳng hạn, anh sẽ làm những cái ví dụ như nấu cơm hoặc là này nọ. Anh Huy không bao giờ. Mình cảm giác là hiểu nhau rồi đó. Nên là không cần nói gì với nhau nữa. Mình nói về đôi khi thành ra nó xả dao. Đón xem Mảnh Ghép Hoàn Hảo với câu chuyện của ca sĩ Lâm Chấn Huy và vợ được phát sóng vào lúc 19:35 thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023 nhằm mùng 6 Tết trên VTV9.